Kia nha. Và đó là solo kill. Ok. Dù sao tình ca cũng mở rồi. Giọng hát vàng. Vậy nên anh đội mình sẽ hết. Thấy Vinh hát bài đó anh nghe thấy Vinh. Rồi. Anh Achi cho em hỏi anh có ngồi hết bài biết không hay là anh chỉ ngồi tới bài biết anh đứng dậy? Có thể ngồi á. Tụi em chỉ cần biết để mà kiểu nếu như anh tới lúc anh biết anh muốn đứng thì tụi em sẽ dọn xuống thôi. Tại vì anh cũng biết đó, nhiều khi anh đứng được thì anh đứng, còn anh ngồi được anh ngồi. Vậy ngồi đi. Anh kể tôi thủng hoa khủng hoảng tuổi trung niên. Oh yes baby. Anh nhớ rồi, cái lượt đi á, có cái màn đấm tay giữa Thái Vinh với Ares á, cái đó cái điểm. Anh muốn kiểu cứ tâm lý thoải mái mà đánh á. Bọn em có thể cười đùa hay bọn em làm bất cứ điều gì cũng được. Nhưng mà mình thoải mái, nhưng mà mình cũng phải tập trung để mình xử lý được à. Yeah. Để bị căng thẳng rồi bị không tập trung nổi á. Ôi, mấy quay quen. Có khả năng là lượt này nó thấy 2D nó lấy dắt thôi. Khả năng dắt rất là cao. Gai tê hơn ơi. Rồi, vậy lấy cái tê. Ê, ngon, ngon luôn rồi đó mấy đứa. Nói chung là mình đánh vẫn đợi đội hình mình nha, đội hình mình đánh nó sẽ là 30 phút trở lên á, càng lay càng khỏe nha. Boss đầy đúng không Băng? Dạ. Đây là kiểu đầy mạnh hơn nhiều đúng không? Đúng rồi đúng rồi anh ơi. Rồi xài cái skin khác đi ông nội ơi, nhìn cái gì vậy? Vậy skin này đẹp mà. Còn bây giờ chúng ta đến với ván thi đấu đầu giữa Team Secret và Gam. Team Secret sẽ xuất phát bên phía đội đỏ, trong khi Gam Esports sẽ đến từ bên phía đội xanh. Bây giờ vô lùi vô pha đi. Anh bị sao? Đang nhấp vô được. Có thể cần vô á kia. Anh muốn ép thế nó là lợi nhưng mà thôi. Thay vì nhìn hiểu được rồi. Tôi quay đây quay đây quay đây. Tôi hết đèn nha. Đang quay nha. Ok. Được không anh? Chết được. Ai da. Hai. Hai sơ cái này. Nói sơ. Ê mình thấy hết nha. Bó đèn đẩy chứ. Lượng đang dưới đây nha. Ờ. Bó nó phải kẹt quay sau á. Bó tụi em đang bơi cơ anh. Ê đang đâm rồng nha. Cần em ra nha. Ok xuống dưới được không? Nó xuống dưới được không? Được. Sụp chú kéo, sụp chú kéo. Rồi. Từ anh em. Nha, không có tăng nha. Mà nó kéo cái lời chết nha anh em ơi. Nằm nhà mới có lúc nha. Ok, không có kia nha. Không sai nha anh em ơi. Cứ đánh trụ, cứ đánh trụ kìa nó. Sụp nó không lát nha anh em. Ê, gần nó vừa ăn cua nè anh em. Rửa vừa ăn cua nè. Em rồi, xúc. Hay quá. Anh em. Nha đây luôn. Em đẩy quay cho anh ơi. Anh về. Ok, về đi. Hết quay này về luôn nha. Lấy tìm bò swap ra, swap. Ok, cái swap nó chưa được luôn nha anh em ơi. Ok. Nhìn gần nó nha. Nhìn được rừng, chán được rừng, coi chừng nó sẽ kéo hết vô nè. Không sao. Đừng nói ra rồi nha. Đúp này nè. Ôi dạ. Ồ. Đánh từ từ nhảy hết vô. Giờ lại anh em ơi. Không sao anh em ơi. Kia nha. Và đó là solo kill. Ok. Đâu lắm tầm mày sau. Tốt một con TP không kia nha. Thôi, em về luôn TP ra, em về đi bổ ra kia nha. Cứ đúp, cái đánh láo á. Đây, gì. Rồi, sao lâu nè. Không biết tầm này có TP nha anh em, đánh lẻ nha, biết tầm TP được á. Biết TP chơi nha. Ê, em thả giấy truyền được nha. Ok, rồi cái cạnh này xuống đây nha. Con sụp đang chạy lên nha anh em ơi. Các bạn sau lưng rồi nha. Và bác trắng nó đi, trả đầu nha. Lùi luôn, thôi. Đi mid luôn rồi thôi Vinh, anh chuẩn bị có thể ra dép mid thở ra. Còn lát nữa bằng này. Ok bằng chờ. Có rừng có ra mid rồi nha anh em ơi. Anh Khánh ra dép mid được không? Anh đang ra nhưng mà có thể ra dép mid luôn. Có rừng ở trong đây sao? Hết máu hả? Ờ về đi. Ê rừng ở nào? Bạn lùi thôi Vinh, lùi thôi Vinh. Đó. Ê nhìn nhìn nhìn. Cái gì xe du xe du. Ê nhìn 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 ba rồi nữa. Ba rồi luôn. Bê rồi anh em ơi. Gì vậy mini? Ma mini. Anh cứ đánh câu người đi anh em ơi, anh không có đam đâu. Để mọi người đam được rồi. Đi top luôn được á. Anh nghĩ tao luôn. Để lên. Ok, em có đúp nha, Ok. Ai nhìn có kia nào. Ơ nhìn theo anh em ơi, nhìn rừng kia anh em ơi. Không sao. Ê có kia lát, Ê. Vậy. Hai em có đúp nha, lại đem đúp được đó. Có kia không lát anh em ơi. Rồi, ra đánh. Không sao, cây dài, giết ta đi. Ok. Nhìn nó tới nhìn gần, nhìn đây anh em ơi. Đánh cover nha, anh không vô được nha. Mít ở đây nha. Đây rồi. Nhìn mít này anh em ơi, mít nó.
mấy hồng lá đó, mấy hồng lá đó, trường lá, trường lá nha. Cái này đây hiểu được, hiểu lên, hiểu được. Lại lại lên em ơi, hiểu được. Đi ra con bê đường luôn. Quay 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 trước, quay trước, quay trước. Chủ hai, chủ hai, chủ hai. Rừng nó có giáp máu nó hiểu lại được nha, khó nha anh ơi. Công viên tìm biết rồi, lấy chủ hai biết được. Sập 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 đó, không không lá trên luôn nha. Nhìn xíu rồi. Đánh nhau, đánh nhau thôi, đánh nhau thôi nha. Nhìn kia, nhìn kia, nhìn kia các. Cái đánh 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 chung kia. Đây 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 đây. Ok ok, theo được, theo được, theo được, theo được. Em ao bắt chuyện TP. TP TP ra bên đường, bên đường nha. Đó có smile đó. Thì không có smile mình cản nó được không? Nhìn TP luôn. Nó lá này mà nhìn nó. Ok ok, giữ được, giữ được. Lên máu. Em còn rồi nha. Ok. Ra đam bên đường, ra đam bên đường, ra đam bên đường. Em nghĩ là mình ra đánh được á nha anh em ơi. Mình kể không? Có gì kể không? Nhắc hết TP rồi, nó đánh này TP, đánh TP vậy. Mình đam cho anh cánh. Ok, có gì cản nữa kìa. Anh luôn này, tụi nó không tới được. Ok ok. Ê, để nó đá lên. Ok mà. Anh được rồi, cái dao về không? Về đâu? Có con vào được, con vào được, được. Nhìn top mid nha, anh em 1-4 nè. Nhiều mẫu, nhiều mẫu kìa. 6K, 5K. Rồi. Anh đang nhìn chơi đây nè. Rồi rồi. Em đang ra nha. Ở đây chết rồi nha. Ở đây chết rồi. Game biết không? Biết này không? Đó luôn. Có gì không biết gì theo gì quay chứ quay. Anh em nhìn đây, nhìn đây. Coi này mình em biết nha, biết kìa, chết rồi. Rồi, game biết đây. Game biết đi, game biết đi, em TP được á. Ok, có chuyện có giờ em nha. Không sao, không sao. Giờ nó đánh không lại em đâu. Để qua từ từ anh em ơi. Team mình chưa tới. Để qua từ từ anh em ơi. Team mình chưa tới. Ok. Đi. Rồi. Mình có phone nhưng mà thiếu rồi anh thôi. Cứ đập nhà nhà nha anh em ơi. Em có thể rồi lát nó đó. TP nó hay giờ rồi. Hay giờ. Anh yếu nha, anh yếu nha. Tầm mày chắc bởi em tự lo anh phá chủ. Vẫn có giết được không kìa. Được không? Nhà nhà nhà. Vô lên. Tăng một chủ luôn. Vô phá nhà, phá nhà, phá nhà luôn. Phá nhà, phá nhà lên mày. Ok. Hay. Ê cho cái mẹ được không? Dạ. Tập trung giùm em nhanh em ơi. Tập trung giùm anh cái hai boss thôi. Again. Again. Mắc again. Tao rồi mà đánh thôi. Mỹ là nó sẽ vúng đánh là cái kèo cốt kia với chít na đẩy luôn á. Ừ. Em có tự tin không? Tự tin thôi nhưng mà đừng có đánh vòng vậy. Không, nó sẽ bích rừng sao nè, đi ra ly luôn nè. Ồ, ly ra chít na đi anh. Rồi. Rồi. Quốc. Ban rêu. Rêu. Ok. Ừ, ban rêu kìa. Nếu mà Camille huyền đánh cây lô sập. Thôi vậy Camille đi. Trước khi bước vào trong cặp trận đấu này, đó là những lời qua tiếng lại, những tình huống gọi là gáy rất là khét đến từ cả hai bên. Thì chắc chắn phải có được một ván thi đấu và đặc biệt là một cặp trận đấu hoàn hảo đến từ một trong cả hai. Chắc chắn như vậy rồi. Chúng ta sẽ muốn một cặp thi đấu này có 3 ván cực kỳ là mãn nhãn. Chứ nếu 2-0 thì nó cũng sẽ khá là chóng vánh so với một cuộc đại chiến như là Game Esports và Team Secret. Những bước di chuyển đầu tiên đã có. Để xem có những tiếng sâm lăng nào đột biến từ hai không đây. Mắc hai lát rồi. Ok bật rồi nha mọi người. Yeah, baby. Hay. Này trước luôn, 8 giây group nha, 8 giây group nha. Nó coi dòng nó rồi vậy. Rừng không lát nè. Em tăng được nha. Ok. Hai kìa luôn. Có em nha. Hay được. Không lát nha. Em rờ được nha. Có lát chứ. Sụp ở đây nè, sụp ở đây đứng cho. Có flash thay vì. Không lát nha. Thôi, lát thế là chết. À để lên kìa, để lên. Kiều anh ơi. Có em. À, qua được không? Chơi được nha anh em ơi. Được không lát nha. Em mau nha, không qua được nha anh em. Ok, lùi. Ok, băng rồi, tới rồi. Cái dây chụp rồi, băng rồi. Hơi trễ rồi. À, nhanh tới à. Chạy xuống. Nó không lát anh em nè. Còn này không? Năm nhầm có E nha. Mấy đang chưa TP rồi nha. Tụi nó đang chạy xuống nha. Ok. E nè. Ok. Tụi nó vô tường. Có chừng nó R anh em. Ok. Ghi được nha, em còn lát đúp nha, em còn lát đúp nha. Còn đây R không đâu. Qua đây chủ luôn. Canh chắc không có kia này mà có kia không TP á. Ê chứ rồi không Khánh. Thôi anh lăn qua nè. Hết là. Ê nhìn TP được á. Không đúp luôn. Trời sắp hồi nha. Đi tới đi. Ở đây bắn nhìn ở đây được. Ok bắn ở đây này mà. Thôi nó ngáo rồi. 4 giây có R. Anh bắn kìa. Được. Hai. Yeah. Tìm đi luôn. Top chưa Thái Vinh? Tưởng Thái Vinh kêu ra mít là đúng rồi đó. Nhưng mà anh em một cười quá. Ok đi anh ơi. Sao đây? Em chưa wake up. Mất quay nữa.
Đâu tóc quay đẩy mình kiếm đi. Mình đây đây. Wake up. Cuộc đời thật là tươi đẹp. Vậy. À, chúng ta không cửa nhà ở đây mình nhá. Không. Xin lỗi. Đợi anh farm xong rồi đi. Đây anh nghĩ có rờ đi anh nhìn mít nha. Có rờ đi anh nhìn mít cho anh nha. 2 giây. Sao tôi không lát nào. Xuống không lát. Em rờ xuống rồi, xuống rồi. Cứ bắn nha mày. Còn rờ nha. Ok mà. Rờ nè. Rồi quá. Ê Baron. Baron. Bắn về tôi bên đâu anh Baron đi. Các nhìn em cái nha, em đang lâu á. Vẫn rờ được nha, cái dai băng vẫn rờ được nha. Ấy, go. Ok, băng rờ nè. Cường có lát nha anh em ơi. Hay quá. Mi thế tục flash, mi flash. Luôn, luôn. Flash luôn. Gì nè. Nhìn quay anh em ơi. Có rờ nha. Mi. Rồi, em có tụi chắc em được. Yeah. Zero, không cho sống. Đang tăng nha, lùi. Thấy Vinh ơi. Ok. Nhà thấy Vinh ơi, em đánh hay lắm. Hay quá. Gánh được anh em lại. Cái này đã cổ bóp nhưng không sao cả. Hai trụ vệ nhà chính đã nổ. Và 2-0 dành cho Gam Esports. 2-0 dành cho Gam Esports. Và một chiến thắng quan trọng. Nó sẽ...